Chào mừng các mẹ đến với video về thai giáo theo đạo Phật từ Mami Babi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các mẹ 7 điều cần làm để dạy con từ trong bào thai và sinh con theo ý muốn, dựa trên bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Thiện Tuệ tại chùa An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh. Trong kinh Nghiêm Hoa thì có nói rằng trong chúng ta ai cũng có một thánh thai. Thánh thai là thai của bậc thánh. Khi chúng ta giác ngộ thì thánh thai sẽ hình thành. Vì vậy các mẹ nên giữ gìn giáo dưỡng thai nhi thật tốt, cầu nguyện và làm phúc để cho thai nhi có bồ đề tâm, nghĩa là có tâm yêu thương trọn vẹn cuộc đời. Tại sao cần phải thai giáo? Đại Đức Thích Thiện Tuệ chia sẻ rằng có thể hiểu tử cung, tử là con, cung là cung điện. Tử cung được coi là cung điện của con, mẹ cần che chở, hy sinh, đùm bọc con. Đó là thiên chức của người làm mẹ, là điều mà nam giới không làm được. Con thế nào thì sẽ ảnh hưởng từ người mẹ rất là nhiều. Dạy con từ trong bào thai có nghĩa là con sinh ra thường có tài năng, đức hạnh, trí tuệ. Về mặt khoa học thì cuống rốn không chỉ có vai trò truyền thức ăn, dinh dưỡng mà còn truyền cả cảm xúc trực tiếp từ mẹ đến con. Con đến với cha mẹ thường là để báo ân hoặc là để báo oán. Nếu cha mẹ nhiều phước thì con đến để báo ơn. Còn người ta thường nói là đứa bé này ra đời thì nhà này làm ăn rất là phát đạt. Ý nói là cha mẹ đó đã được phước từ con đến để báo ân. Ngược lại thì người ta nói là nhà này đẻ đứa con này ra thì tệ lắm, con hành lắm, là do cha mẹ ít phước, con đến để báo oán. Nếu mà biết tu, biết dạy con từ trong bào thai thì oán này phần nào cũng sẽ được chuyển hóa thành ân, mọi thứ không hay sẽ được giải tỏa. Sau đây là 7 cách thai giáo mà Đại Đức Thích Thiện Tuệ đã chia sẻ. Một là tập trung làm chủ cảm xúc của mình. Mẹ nên giữ tâm trạng hân hoan, vui vẻ, không nên xem phim buồn hay là cải lương. Nếu mẹ buồn thì con sẽ ảnh hưởng theo và sinh ra mặt sẽ bị buồn. Mẹ stress thì con dễ thiếu oxy và con sẽ dễ bị tị tật. Mẹ cáu gắt, hận thù thì con sinh ra dễ tăng động. Thứ hai là quy y gieo duyên. Ngay khi con còn trong bụng mẹ, hãy cùng con tới chùa cho con quy y gieo duyên để con được đỡ đầu bởi một bậc đức hạnh. Đôi khi thì phước của mẹ không đủ lớn để giúp con, hãy nhờ phước đức của người đỡ đầu để con đỡ quậy hơn. Quy y gieo duyên thì cũng để con được sự hộ trì của Tam Bảo. Về việc này thì các mẹ có thể đến ngôi chùa gần nhà mình ở và hỏi các sư ở đó xem là chùa có thể cho con mình quy y được không. Các sư thầy sẽ hướng dẫn mẹ cách thức. Như nhà mình thì đã từng quy y tại chùa Linh Ứng Tương Mai ở Hà Nội. Thứ ba là về ăn uống. Nếu có điều kiện thì mẹ nên ăn chay trường. Nhiều người nghĩ rằng ăn chay thì không đủ chất, nhưng mà điều này thì không đúng. Ăn chay thì vẫn đủ tất cả các chất. Mẹ nhớ là có 3 thứ thì không nên ăn. Một là đồ ngọt. Đồ ngọt thì ảnh hưởng đến não và con sinh ra sẽ dễ là không thông minh. Thứ hai là đồ lạnh như nước đá. Đạo Phật thì dùng từ địa ngục hàn băng để nói về việc mẹ ăn đồ lạnh khiến con như là sống trong địa ngục lạnh giá vậy. Thứ ba là đồ cay nóng như là ớt, giống như là hỏa ngục đối với con. Tiếp theo là làm phúc, làm phước, từ thiện, giúp đỡ mọi người. Trong lúc mang thai thì mẹ không nên ích kỷ. Một lần mẹ đi làm phước thì như con ngàn lần đi làm phước vậy. Nhờ phước của mẹ làm mà con sau này sẽ được bảo hộ. Tiếp theo là về hình ảnh và âm thanh. Mỗi hình ảnh mẹ nhìn thấy sẽ chạy vào trong tâm. Mẹ nên nhìn ngắm những hình ảnh đẹp. Nhiều bé sinh ra có mặt rất là đẹp bởi vì là mẹ hay nhìn Quan Âm Bồ Tát. Có bé thì mắt rất là đẹp vì mẹ ngắm biển khơi nên con sinh ra mắt rất là long lanh. Mẹ nhìn Phật Di Lặc vui vẻ thì con sinh ra cười hì hì. Mẹ cũng nên xem phim về lịch sử cuộc đời của Đức Phật, các vị Thánh Tăng, các vị Bồ Tát có tính giáo dục cao. Mẹ không nên tiếp xúc với phim ảnh mang tính chất hận thù, lâm ly bi đát. Về âm thanh thì có 2 thứ nên nghe, là một là nhạc thiền nhẹ nhàng, an lành, con sinh ra sẽ hoan hỉ, vui vẻ. Hai là cho con nghe nhiều về ngoại ngữ, sau này con cũng sẽ rất là giỏi ngoại ngữ. Thứ 6 là tụng kinh niệm Phật. Với trường hợp con đến để báo oán, nghĩa là con đem đến phiền muộn cho mình, mẹ rất cần tu trong lúc mang thai. Hàng ngày thì mẹ có thể chúc phúc lành cho con. Mẹ có thể tụng kinh Địa Tạng ít nhất là 7 ngày trước khi sinh. Khi tụng kinh thì mẹ có thể nói với con là: con ơi, mẹ con mình cùng tụng kinh nhé. Con trì chú lễ Phật chung với mẹ nhé. Con với mẹ cùng cúng dường Tam Bảo nhé. Khi làm các hoạt động này thì con sinh ra sẽ có lòng từ bi, có chỉ số cảm xúc EQ cao hơn, có sự sáng tạo và tố chất của lãnh đạo. Thứ 7 là cầu nguyện. Cầu nguyện thôi thì chưa đủ mà cần cầu nguyện đúng nữa. Nhiều người hay nói là đẻ đứa con cho vui cửa vui nhà, nhưng không nên cầu nguyện như vậy. Nếu đứa con chỉ để vui cửa vui nhà mà không làm lợi ích gì cho đời sống, cho xã hội thì tâm quá là nhỏ bé. Mẹ nên cầu nguyện là qua cơ thể của con,
nếu như có một vị nào đó có đạo đức, có đức hạnh thì con xin nguyện nuôi vị đó để sau này vị đó làm đẹp cho đời. Không nên nghĩ rằng chỉ làm đẹp riêng cho cha mẹ hay là cho gia đình mình. Trên đây là 7 điều quan trọng mà Đại Đức Thích Thiện Tuệ hướng dẫn các mẹ thai giáo. App Mami Baby thì cũng có kế thừa và phát huy những tinh hoa của Đạo Phật trong mỗi bài thai giáo. Mẹ có thể cài app để thay giáo cho bé mỗi ngày dễ dàng hơn nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mẹ.